Vợ chồng mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mọi sự đều an lành và hạnh phúc. Hôm nay vợ chồng Bảy sẽ nấu nấu gì? Nấu hoành thánh đó cả nhà. Nấu hoành thánh ăn. Giờ đây giờ mình mới rửa thịt xong. Thì hồi mình sắt ra mình bầm để mình gói hoành thánh. Có tép đó nha cả nhà. Ủa tép thì em bầm chung như vậy em? Bây anh rảnh anh sắt thịt nha, mấy ngày trước mình bầm cái dễ chứ cho trong kia bầm cũng được. Sắt đi, rồi. Đây, bây giờ mình sẽ sắt thịt phụ vợ mình. Để hồi mình bầm. Cái đó là em thịt dăm đó. Nạc dăm hả? Thiệt là dăm quá đi. Chắc phải liếc cái dao lại cái mới được. Cái này dao lại cái nhà này. Có mỡ mỡ rồi cả nhà, cho nên ăn nó béo, nó có nhầy nhầy, mà để mình lạng ra bớt đi, nhiều quá, khó sắc khó bầm lắm. Tối ngày sửa bình gần. Đi ngoài đường cũng sửa nữa. Không sợ chúng ghét nè. Giờ mình cắt hẹ vô cả nhà. Hẹ của mình hôm nay dài nữa nè. Nó dài quá, lá nó cũng vàng luôn rồi. Già lá nè, vàng lá nè cả nhà. Vô cho nó nhảy cái khác ra. Đây được nắm nè cả nhà, tại mình có giá nữa, mình trộn chung với giá nhiêu đây rồi. Anh thấy hẹ hết luôn đó, anh cắt hẹ hết rồi đó hả? Còn mấy bụi luôn á. Đúng là hẹ non cực kỳ xanh chành ngon mà nhìn thấy ngon đó chứ. Đây củ sắn nãy giờ vợ mình đã gọt xong rồi nè cả nhà. Củ sắn, củ cải đỏ. Con thỏ ăn củ cải đỏ ha. Con thỏ ăn củ cải đỏ. Nhiều anh bấm nó cho em đi, anh bấm này. Trời, bây giờ tới mình làm chuyện quan trọng nè cả nhà ơi. Mình bầm thịt. Bầm thịt. Dạ, hơi tưng ha. Hơi tưng ha. Anh hai đi cắt cỏ về. Được chưa? Dạ, được rồi đó. Chứ tay thì mình hơi mỏi nha bạn. Rồi, Hoành Thánh rồi, con đặc biệt ha. Đặt trước nha, đã không ấy rồi, hồi không còn đâu á. Hoành Thánh rồi. Ăn được không? Được. Tiếu mì. Đồ. Đồ tiếu với mì. Tiếu mì ha. Hoành Thánh con mời Bảy là có tôm, có thịt nha. Đồ, ghê chưa? Bỏ cái thảo em. Rồi bỏ thôi cho em đi. Đây nè cái nhà, mình bầm vừa xong một cục. Bỏ vô. Sắc kẻ kẻ rồi đặt bắt trước là bông nữa ha. Bông của em sắc hậu đó, bông của em làm có đẹp, em sắc dài thôi ra. Đâu phải, trời ơi, cái bông của em làm xấu quắc. Thì đó.
Con này vậy mầm chung hết này luôn à? Ừ, mầm chung hết đây, điện hết là cho mình chọn lên nó mới điện. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, vợ tôi lúc này nó thông minh quá trời cho ta. Lúc này em có tiến bộ đó em. Lúc này em có tiến bộ rồi đó. Về đội của anh là càng ngày càng lên thấy không? Dạ em ướp nha. Vậy là ướp thịt. Ướp thịt trước. Rồi xong rồi mới nắng. Đúng rồi. Một hộp này. Miếng một hộp này. Chí nhận đi. Chí nước mắm. Còn gì nữa không em? Cho chút đường cho nó, cho chút đường nữa ha. Cái muỗng, cái đường, muỗng đường của em quên, em để lâu mất tiêu rồi, không biết. Ừ. Để không nó hắt em một cái này vô cái là xong luôn. Tiêu, tiêu dặn miếng tiêu nữa em. Dạ có chứ. Nè, em có chuẩn bị sẵn nè. Quan trọng là tiêu cho nó thơm. Ừ, ăn cho nó tiêu luôn. Hả? Ăn cho nó tiêu luôn. Chú em cắt miếng hành bỏ vô nữa, gốc hành á. Bỏ đây miếng nữa nhớ thơm. Nãy em bằm tỏi, hành tím mà hành tây rồi nhóc rồi. Thơm lắm nha. Rồi. Hai cái chậu bông này nhìn đẹp ha. Bông có qua rồi. Không biết cây nó sống bền không, không biết nữa. Không biết nó sống bền hay không nữa chứ. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa. Nhóm lửa để bắt cái nồi nước súp này lên cả nhà. Để mình nấu sẵn. Sẵn đây mình tiết lộ với cả nhà một tin luôn. Một tin vui. Hồi sáng này mình chở vợ mình đi siêu âm lại rồi. Với lại đi chợ mua đồ ăn nè. Siêu âm lại rồi kết quả là được mình được một bé gái nữa đó, bây giờ mua đồ về nấu hình thánh ăn mừng có thêm một bé gái nữa. Nói chung gái trai gì cũng mừng hết trơn á cả nhà, miễn sao nó ngoan dễ thương là ok. À sáng cho nó ăn rồi sao giờ nó kêu người ta, sáng anh hấu một mớ lục bình ở dưới cái ao hết em, thấy cho nó rỉa nó ăn ham hết sức ham, bây giờ nó vẫn còn kêu la nữa, chắc ra bắt từ đứa đánh đòn quá. Em cho ăn cục nào lấy thịt nhóc luôn á. Ừ, nhà mình làm ăn mà chứ có bán đâu sợ lỗ em. Ừ. Ừ, ăn mình thánh biết nắng mình thánh luôn á cả nhà. Mình thánh món ruột của em à. Đấy. Thôi mình luộc ha em. Dạ, chú luộc đi. Luộc sơ cái bắt đầu mình mới chan nước vô. Có cần người nắng phụ không em? Có cần người nắng phụ không? Anh giả là anh phụ em hả? Chẳng người đây nhà, cái người nào chuyện khác đi. Ừ. Thôi để anh chụm lửa cho. Ẩn to dùm cho mà 7 đi, 7, 7 cái, 8 cái gì đi. 7 cái cũng được, còn đũa muỗng. Đây. Bây giờ mình sẽ sắt chanh hẹ đồ ra cả nhà ơi, tô tổ chuẩn bị sẵn rồi nè. Ai giờ sao sắt hẹ, sắt hẹ bỏ đây phải không? Sắt hẹ bỏ đó xong lấy cái dĩa bỏ ra dĩa, bỏ một bữa cũng được. Ủa bỏ dĩa chi cho nó tùm lum vậy, bỏ trong tô đi. Ờ rồi bỏ đó để bắt ra tô mình bắt ra tô chứ đúng không, đúng không, đúng không? Làm mấy nước mắm mà nước tương gì đó. Cái dao mài cái ngót mà cắt hẹ đứt dẹt dẹt nữa.
giờ nước sôi bỏ sắn vô, bỏ hồi gấc vô cho nó ra nước ngọt. Đi, nó dằn lên nóng. Bỏ nhẹ nhẹ đi, bỏ bịch bịch bịch. Khói đổ ra nước mắt luôn rồi đó. Khói á. Bây giờ nắng thưa rồi. Bây giờ bảy ra tay bị nắng thử nha cả nhà. Cái bột nằm ở ngoài trong em. Ở ngoài. Ừ. Cho nó đốt cho nó. Chà, hơi to à. To quá nó không hết rồi. Ít, không, không, ít thôi, đụng nhiều quá. Nó không chút mình đụng nó không có chín thịt ở trong. Vừa vừa thôi đụng nhiều quá. Ừ. Nhiều được không? Được rồi. Ít hơn chút xíu cũng được nữa. Ủa nãy không có xách thịt ngồi cho em hả? Quên rồi. Quên. Ha ha. Nè cả nhà, mình cũng làm được nè. Mình không đẹp thôi, xe lại chứ mà. Đó, đã được cái gì. Rồi, tha cũng được hết trơn á. Nhỏ chút xíu thì cục có hơi bự rồi đó. Anh lấy cái này rồi anh mọc cho em, lấy cái dĩa em sắp hành rồi. Nắm bốn góc lại phải không? Đúng rồi, nắm bốn góc lại. Cha xanh mẹ đẻ tới giờ mới nắng lần đầu. Mới nắng Hoành Thánh lần đầu quá cả nhà. Anh quán kỹ hơn em, nên em chỉ quán bốn góc vô cái em xe là xong rồi. Nó quán thì nó đẹp hơn, nó kỹ hơn. Nước để nó so lên chút xíu. Đẹp cái gì, làm phải có tâm chứ. Nước so rồi. Hoành Thánh. Khói quá em. Để vô chuyển màu liền em ha. Chuyển màu vàng sẫm liền. Bé Quyên súng. Em nắng cục này quá trời bự, mấy cục này bự nên em phải lo chút xíu. Ừ. Em nắng cục Hoành Thánh chậu Yên Châu còn chết. Thì anh nói giờ em ăn chất lượng, em thiệt tình à, em quýt cục được cũng lấy bự bự luôn. Đừng khỏe. Để em một ngày hay nó ngọt. Đường phèn gia vị truyền thống. Quên cái muỗng nãy nói lấy mà quên còn ngọt. Quyên làm gì ta? Hạt niêm. Đây nè cả nhà, mấy này mình đã vớt ra chín rồi nè. Đó. Ồ dày chấm nước tương ớt ăn cũng được đó nè. Cũng ngon nữa em. Này nè. Hồi vợ mình nắng cục nào cũng lấy nè cả nhà xem nè. Trời con bò cũng chết luôn, quá trời bự luôn. Cả nhà mình làm mà. Chủ yếu ăn vừa miệng ngon rồi được rồi. Không cần đẹp luôn. Sơ lên phải không? Ồ nó dính dính. Thế là em có để dầu nha. Hồi nãy giờ mình có để miếng dầu á cả nhà, không để dầu chắc nó dính nữa. Mình trộn cho nó đều lên, cho nó chín đều lại. Ê, giờ vợ mình để miếng thịt tầm vô. Tại vì mình nấu nước súp này thịt nhiều quá cho nên mình không có mua xương hầm nha cả nhà. Mình chỉ lấy nước củ cải, cải đỏ với lại củ sắn á. Với lại miếng thịt bằm nè. Mình để vô nước súp thôi. Bây giờ quán của mình có một vị khách nhí đang ngồi đợi rồi nha cả nhà. Có bé Quyên. À, khách nhí bé Quyên đây. Bé Quyên này mở hàng chắc đắt khách lắm rồi nha. Đắt không bé Quyên? Hành phi. Đây cho em cái muỗng này không có. Hoành Thánh, nấu Hoành Thánh đơn giản cả nhà ơi. Rất
rất là ngon hả con. Mình nấu kêu bằng là nấu một cách rất là đơn giản, chỉ là thịt bằm rồi nắng mình thánh thôi. Nước súp thì mình để miếng thịt xay vô đó, thịt bằm á, để thêm miếng vô trong đó nữa là xong. Mình không có nấu xương. Trời, vô quý khách ơi. Đủ nước mà em. Cháu ngoại ăn ngon quá. Rồi xin mời cả nhà dùng mình thánh với gia đình của mình nha. Sao hai nước súp có lạc có mặn gì không hay? Vậy là tay nghề của vợ em cũng lên rồi đó, lên được chút rồi đó. Cũng được là chưa có được. Nhà nó cũng được. Đỡ lắm rồi. Sao nóng hỏi gì hỏi cái gì nóng hỏi hả hai bé Quyền? Nóng hỏi gì hỏi vậy em được quá. Đi về đắm đuối luôn ha té. Đâm vào ngào biết bao nhiêu người nữa. Tính ra lâu rồi mình thánh em đâu ăn lại phải không? Ớt đó không phải bẻ chồng nha, bẻ chồng mới không cay, bẻ chồng mới còn ngay à. Ớt này ớt ngoài chợ á. Nữa làm thím. Ngon mấy Quyền. Được ha. Được. Để đây hại em dặm. Giỏi. Cứ hay á. Mình ăn của mình dẹp. Ây da. Thành ngờ chưa. Ngon quá cả nhà ơi. Nói nào ngay cái này mình nấu rất là đơn giản mà lẹ nấu nữa. Thịt thì ở ngoài chợ một là người ta có size sẵn, mình chỉ cần mua về rồi mình nêm gia vị vô là mình làm thôi. Nhưng mà cái này mình mua thịt nạc ba cái nạc dăm nhỏ nhỏ đó cả nhà, có mỡ có nạc á, giờ mình tự mình bầm thì hơi cực công xíu nhưng mà nó sẽ ngon hơn. Rồi mình nấu nước súp. Ai muốn ăn xương ăn thịt thì cứ nấu xương thịt bỏ vô, còn mình không thích thì mình nấu hoành thánh không rồi mình để miếng thịt xay vô cũng được. Đơn giản, lẹ mà ngon. Có dịp cả nhà làm thử đi. Coi bạn có nói đúng không? Mời cả nhà ăn miếng nè. Chấm nước mắm nè. Thịt thì nãy giờ mình ướt vừa ăn luôn rồi. Vậy mới nhỉ. Chóng miệng hả? Chóng miệng, nhãn tiêu. Nhãn tiêu bé nhà ngon lắm bé nhà. Hột chút xíu à hả? Hột chút xíu. 50.000 ký nữa nè. Em mua nửa ký. Làm thêm bướm đùa cái bầm đẹp không? Nó hút nhảy mà. Đi ra. Cả đó cái nó ba. Để con. Bướm mày nuôi á. Vậy không? con có con trùng trùng bướm nữa các bạn. Hết rồi cả nhà. Ăn nghe mùi gì vậy? Hả? Ngon á. Ngon đại nhiên. Ăn ớt cay á. Đúng là mỗi người mỗi vị, nhưng mà cái vị của mình á nấu vậy là ăn rất là vừa ăn. Rất là ngon. Đây là bánh chén trộn. Và cái nhà nhãn nè. Chào bảy miếng ơi. Nhãn tiêu. Nhãn tiêu trái nó nhỏ nhỏ như không này cả nhà. Nè,
không có bị cháy. Hồi nãy con lượng hay chết xiêu nó chín luôn á. Ừ. Dạ. Con lượng cái này có xiêu. Nè. Cái hột là chỉ có chút xíu thôi đó nha. Bằng đầu muỗng đũa là nhỏ hơn nữa. Con lượng cá con bẻ ra. Bẻ mà bẻ kìa. Ừ. Bằng đầu muỗng đũa ăn thôi. Con cũng ăn giống vậy anh. Cái này mình cắn rồi. Cái này mình cắn mình ăn đi, cái này mời cả nhà nè. Ồ, cái này nó ngon. Nó ngon mẹ ơi luôn á. Nè cả nhà. Chứ ruột không mà có hộp chút xíu. Ừ. Nhãn nhà mới đã không? Nhãn da bò. Nhãn da bò nhưng mà nhãn tiêu da bò. Rồi xong rồi cả nhà ơi, lúc nào cũng xong rồi, xong rồi là mình tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà luôn xem video và ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt cả nhà, xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Tạm biệt. Tạm biệt cả nhà. Đâu quay mấy viên coi, mấy viên đâu rồi? Nè, nè, nè. Viên súng rồi nha, tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà luôn vui vẻ nha. Đây giờ mình dùng mấy cái bịch này nè cả nhà. Mình bọc lại cái dưa leo của mình nè. Bữa mình quên bọc lại bị cái con ong á đút, bữa nay có tật rồi, bị eo ụt rồi. Ghét mấy con ong dễ sợ luôn. Mình đợi cho nó rụng cái bông như này cả nhà. Nó có bông ngoài trái đó. Rồi nó chùm vô. Đợt này mình trồng trái ít quá. Cái loại dây dưa leo này trái ít. Chứ mấy loại trước trồng mình mua cây con thì mình trồng là mỗi mắt mỗi trái luôn á. Rồi. Tạm thời vậy cả nhà ơi.